Hey, xin chào. Hôm nay Bùi Nhưỡng xin hướng dẫn các bạn cài SQL Server 2012 trên Windows 10. Cài trên Windows 10 rất là khó nhỉ. Windows 7 thì cài rất là đơn giản, cài một đợt thì xong ngay đúng không? Nhưng mà trên Windows 10 thì cũng có bản cài một cái được ngay, cũng có bản thì cài rất là khó, toàn báo lỗi. Vì vậy để cài được cái Windows 10 thì Bùi Nhưỡng đã cài đi cài lại mấy lần rồi, nhưng mà rút ra một cái đúc kết, đó là chính là gì? Trước khi cài chúng ta phải mở cái cổng update của Windows rồi mới cài đúng không nhỉ? Nhưng mà khi mở cổng update rồi chúng ta cài nó vẫn không được thì chúng ta khởi động lại máy tính cài là ok đúng không nhỉ? Giờ tôi sẽ hướng dẫn bước cài như sau. Chúng ta tải từ cái trang chủ về thì nó sẽ có cái tên bản SQL Server phiên bản miễn phí tiếng Anh đúng không nhỉ, dành cho Win 64 và Win 32 bit. Thì tôi đã để kèm ở trong cái thư mục này, ghi rõ là 64 và 32, thì theo máy của bạn. Để kiểm tra xem máy bạn là 32 hay 64 thì chúng ta tôi có một cái phần mềm khi nháy đúp thì nó sẽ báo là mở và kiểm tra 32 và 64, nhưng mà có lẽ nó không cần thiết nhỉ. Chúng ta chỉ việc nháy vào cái computer, cái biểu tượng màn hình máy tính. Ở đây tôi đổi tên thành computer rồi đúng không nhỉ. Trên góc có hai cách. Cách đầu tiên thì là chúng ta nháy phải chuột vào cái nút Start này. Chúng ta chọn vào nút Search đúng không nhỉ. Sau đó chúng ta gõ từ gõ từ khóa sau, service nhỉ. Rồi chúng ta gõ từ này vào cái ô search tìm kiếm đó thì nó sẽ hiện lên, thì ta lại chọn đúng cái từ này đúng nhỉ. Rồi ví dụ đây tôi copy cho nhanh vào search này. Đâu vào search đúng rồi, dán cái từ đấy vào đấy thì nó lại hiện lên cái từ search này, chúng ta kích vào thì nó lên cái bảng này đấy là ok. Cách này nhanh hơn, chúng ta chỉ cần cách thứ hai, chúng ta nháy phải chuột vào cái computer, chúng ta chọn cái dòng manager này, quản lý ấy, phần cứng này, đó, phần mềm này. Chúng ta kích vào đấy thì nó cũng lên cái bảng này, thì nó chưa giống cái bảng kia. Ta chọn tiếp vào cái dòng này, cuối cùng ta dòng cuối cùng service này. Nó sổ ra cái bảng, ta chọn đúng cái từ mà lúc nãy ta mới tìm kiếm đó. Nó ra cái bảng này cũng giống như này đúng không? Ta tắt một cái đi. Ta sẽ kéo cái thanh trượt xuống dưới cùng này. Ta chọn cái Windows Update. Windows Update gần gần dưới cùng đâu? Windows tìm kiếm đâu rồi? đây chúng ta nháy phải chuột vào chọn computer property, đấy nó hiện lên ở đây. Tôi đã chọn nó đang ở chế độ tự động update rồi, thì bây giờ nếu mà cái dòng này máy bạn nó chưa có cái từ auto này thì chúng ta sẽ chọn ở trên đây, nó có 3-4 chức năng này, đóng này, cho phép, bao giờ cho phép thì mới được kết nối này, ở đây là tự động này, chúng ta chọn dòng tự động. Thì ở dưới này nó đang là start, chúng ta sẽ nhấn cho nó chạy nhỉ. Tóm lại là nó là start thì chúng ta nhấn là start để cho nó chạy. Rồi ở đây nó đang stop tức là nó đang chạy, nếu mình nhấn vào đây thì nó stop nhé. Rồi nhấn apply, tóm lại bây giờ nó đang chạy nhỉ. Mình hình dung nó đang chạy, mình nhấn stop thì nó sẽ dừng. Tóm lại nhấn bây giờ cái nút start bar đi để stop nó chạy, thì tức là nó đang chạy, mình nhấn ok. Rồi đây là mở cổng update.
tí nữa ta cài xong ta có thể lại đóng, chọn vào Disney đóng lại, hoặc là cứ để cho nó update được. Đóng lại, đóng lại là đầu tiên ta phải stop cái thằng kia đi. Muốn đóng cái thằng này lại thì cho stop, dừng lại cái thằng update đi, đúng không? Sau đó ta mới chọn thằng Disney đóng, sau đó mới lại start nó lên. Tóm lại là muốn dừng thằng kia lại rồi mới chọn thằng khác về mới nhấn đấy nhá. Rồi, ví dụ tôi xong rồi tôi cũng đóng nó lại, ví dụ thế. Rồi, tôi vẫn cho auto đi. Dừng rồi đấy, đây là đang dừng. Đang đâu auto ở đâu, đúng không? Tóm lại chọn auto cho nó chạy, đúng không? Chọn offline, ok. Sau đó chúng ta sẽ chạy cài bình thường như bài trước tôi đã hướng dẫn. Đây là win của tôi. Muốn biết là win của mình 3264, chúng ta cũng nháy phải chuột vào computer. Lúc nãy chọn dòng manager thì bây giờ chọn dòng cuối cùng Prototy. Chúng ta sẽ biết được đây là Windows 10 Pro này, phiên bản 2017, 64 bit, RAM 4GB, vân vân. Xong để chúng ta nháy đúp chạy cài bình thường như hướng dẫn. Bây giờ tôi sẽ chèn cái video cũ vào, các bước cài nó như thế. Nếu nó không, nó báo lỗi phe, tóm lại lỗi không thành công, thì chúng ta khởi động nó lại rồi lại chạy lại nó một lần nữa, chạy lại thằng này một lần nữa hoặc thằng này, tùy theo máy bạn. Rồi bây giờ tôi sẽ chèn video cũ vào của cái video trước tôi cài cả 64 và 32. Sau đó cuối cùng các bạn sẽ cài cái phần mềm quản lý học sinh này, chấm điểm này. Phiên bản 34V34 mới nhất cập nhật ngày 12 tháng 3. Phiên bản này đã có nhiều tính năng mới hơn. Phiên bản tiếp theo thì tôi sẽ hướng chọn chế độ import được cái file Excel hoặc là xuất ra file Excel để chúng ta tiện trong cái việc thêm danh sách học sinh. Rồi, chào các bạn. Tại cái SQL Server trên Windows 10, chúng ta nên mở cái cổng update của Windows để khi thiếu thì nó còn cập nhật những cái thiếu. Thứ nhất là ta kết nối mạng bình thường này. Thứ hai là ta mở cái cổng update. Nếu có mở cổng update ra thì nó có, đầu tiên ta sẽ nháy phải chuột vào cái computer, cái biểu tượng màn hình, chọn cái dòng manager đây. Rồi chúng ta chờ một lúc để nó lên cái bảng. Khi nó lên cái bảng thì chúng ta chọn vào cái dòng cuối cùng service, ta chọn dòng service. Đấy. Chờ một lúc để cho nó lên cái bảng. Khi mà nó lên cái bảng này, chúng ta kéo cái thanh trượt này xuống dưới cùng. Rồi, ta tạm dừng ở đây. Tôi hướng dẫn cách thứ hai để mở cái bảng này, đó chính là chúng ta nháy phải chuột vào cái nút start này, nháy phải chuột vào nút start. Nháy phải chuột nút start, ta chọn cái search, cái từ search tức là tìm kiếm. Ta gõ vào đây là cái service S này, R. Đó. Ở đây nó đã hiện lên trên đây rồi. Hiện R này, V, I, R, C, E, F. Hiện đây ta chọn đấy, có hai cách. Cái cách đầu tiên nó đơn giản hơn. Sau khi nó lên rồi, cái bảng này chúng ta kéo cái thanh trượt xuống. Nên tôi nói lại tiếp cái cách đầu tiên nó dễ. Chọn vào cái service này, và ta gõ chữ này vào cái dòng search tìm kiếm. Ta kéo cái thanh trượt xuống. Cuối cùng ta chọn Windows Update. Windows Update ta nháy phải chuột. Ta chọn property. Đấy.
Ở đây tôi chọn nó tự động rồi. Đây nó đang tự động. Đấy nhá, chọn vào nút tự động Auto Optic, nhấn Start. Đấy, thì nó sẽ update. Auto đang ở chế độ tự động update. Ở đây nút Stop, nếu ta ấn vào đây thì sẽ dừng lại. Apply, ok. Rồi, sau đó ta cài. Ta sẽ chạy cái bản 64. Nếu mà Win 64 ta chạy 64, còn nếu Win 86 thì ta chạy 86 nhé. Win 32 đấy. Rồi, và cài đặt bình thường như bản 32. Sau đó chúng ta sẽ cài cái bản, đối với Win 10 thì chúng ta cài cái bản, nếu 32 bit thì chúng ta, cái này là 64 và cái này là 32. Win chúng ta là 34/64 thì chúng ta sẽ chọn vào cái, để biết 34/64 chúng ta nháy phải chọn computer, chọn dòng cuối cùng property. Ở đây nó ghi là 64. Chọn đây 64 bit, ta chọn 64 bit. À thì ta cài bản 64. Đối với Win 7 hoặc Win 6 hoặc Win 7 thì chúng ta cài cái bản 32 bit này cài cho cả Win 7. 64 và Win 7, 32 đều được. Đối với Win 10 thì tôi cài trên Windows 10 32 bit thì chạy tốt rồi. Còn bản 64 này chúng ta tóm lại chúng ta cài bản 386 cũng được, là 32 đấy. Tốt nhất chúng ta nên cài 64 cho nó đồng bộ nữa nhỉ. Rồi, chuột nháy chuột phải chọn run. Quá trình giải nén bắt đầu. Nó giải nén cái file cài đặt. Nhà chúng ta nên mở cái update như tôi nói lúc nãy. Đây, đây là tôi đang chọn giết. Đây là tôi đang chọn cái server 2012. Cái server 2017 này nó không dành cho 86 bit, tức là không dành cho Win 32 bit. Chỉ có các cái bản phiên bản về sau này là hầu như là ta dành cho 64. Sắp tới Windows 32 bit khả năng không biết là có bỏ hay không, nhưng mà người ta cũng, các cái chương trình cấu hình cao là không dùng 32 bit. Chọn dòng trên cùng. Các cái chương trình cao là những chương trình thì người ta không dùng 32 bit, ta dùng 64 bit. Nếu mà nó có update thì chúng ta chọn update. Ta kết nối để mạng để cho cài đặt, cho quá trình cài đặt nó thiếu gì nó có thể cài tự động từ trang chủ. Nói chung là cài cái server này nó cũng hơi khó. Tôi mới test trên Windows 7, 32 và 64 chạy ok. Windows 10, 32, 64 à, từ Windows 10, 32 chạy tốt. Tóm lại là Win 7, 32 và 64 chạy tốt, Win 10, 32 chạy tốt. Win 7, Win 10, 64 thì bây giờ không có gì test. Win 10, 64 thì nếu mà chạy cái server 2017 thì chạy ok rồi, nhưng mà server 2012 thì bây giờ mới cài, quá trình cũng mất chờ đợi khá lâu, có những lúc nó cài cũng khá lâu. Mất 10, 15, 20 phút. Quá trình nó thiếu cài đặt thằng nó. À, chúng ta yêu cầu check online, ta chọn tích và đồng ý next.
ở đây nó tích chọn hết, nó tự động. Nếu mà không chọn, chúng ta tự chọn đấy. Đấy, tức là nó tích hết ở đây, chúng ta chọn vào đây là cái tính năng, đây là phiên bản miễn phí chọn next. Ta để mặc định đi, tất cả cái này để mặc định hết, chọn next. Chọn next. Chỗ này nó đánh dấu tích, nó không tích, chúng ta ở chọn vào đây nhé. À, nó bôi đen rồi. Next. Next. Rồi, quá trình nhà cài đặt thành công đúng nhỉ? Hơi lâu tí. Rồi chúng ta đóng lại. Bây giờ chúng ta cài phần mềm phiên bản 34 V34. Next. Next. Viết. Rồi, đối với phần mềm thì cài rất là nhanh. Ở đây ta sẽ chạy. Chọn vào phần quản lý và điểm hay xem. Rồi, ok rồi. Vậy là đã chạy đúng nhỉ? Bao giờ nó lên được cái dòng chữ này, tức là nó đã chạy được, đúng không? Nó hỏi chúng ta chọn run. Nó đang trích xuất file nhỉ? Tức là đang giải nén file. Rồi ta nhấn giết. Khi cài đặt phần mềm thì chúng ta hầu như là chúng ta đều phải các cái thông báo hiện lên chúng ta đều phải chọn giết để đồng ý. Đang trích xuất file nên là chúng ta chờ một chút, đề nghị chờ. Rồi sau khi nên chúng ta nhấn vào cái nút này, cái dòng là đầu tiên ở trên. Ở phiên bản này nó phù hợp cho cả Win 32 lẫn Win 64. Ở phiên bản cũ thì mới có dành cho phiên bản 64 thôi. Chúng ta đánh dấu tích vào cái đồng ý, tôi đồng ý này. Sau đó nhấn next. Lại nhấn next tiếp. Ở đây nó báo này là cài đặt in GNU SQL Server Update. Ở đây nó thông báo là chúng ta có update 22 MB. Thì ta nên để mạng update. Và bình thường là tôi cài nó không báo update, nhưng mà đây nó update thì ta cứ để update. Nếu không, nó không update thì thôi, tóm lại chọn next. Nếu không thích update ta bỏ next đấy đi. Ở đây tôi không update, nó xem làm sao nhé. Mọi lần mình cài nó không update, nhưng mà bây giờ nó yêu cầu update. Thôi cứ tạm thời không update xem làm sao. Và nhấn next. Mình cứ nối mạng nên là nó update thì nó sẽ tải về một tí, nó tự động hết thôi nhỉ. Nó đang chờ phần mềm cài đặt nhỉ.
Rồi, ở trên đây các dấu tích được đánh hết, mình cứ để nó tự nhiên. Nếu mà nó không đánh vào, không tự tích thì chúng ta nhấn vào cái nút Select All này thì tích nó lại. Nhưng mà đây nó tích rồi, thôi ta nhấn Next. Ở đây là đường dẫn của nó, chúng ta cứ chọn Next. Nói chung là cái việc cài đặt nó cũng rất là đơn giản đúng không? Rồi chúng ta lại nhấn Next. Mặc cứ tóm lại chúng ta để mặc định hết đúng không? Ít khi chúng ta phải động đến những cái. Rồi chúng ta lại nhấn Next tiếp. Ở cái bước lúc nãy nếu mà chúng ta update được thì là tốt. Ở đây cái chỗ này nó đã được bôi đen rồi. Nếu nó không bôi đen thì chúng ta tích vào cái chỗ này để chúng ta bôi đen. Đấy, nếu mà chỗ này nó không bôi đen thì ta tích vào đây. Lâu rồi chúng ta next. Rồi lại next tiếp. Ngoài cái sự next ra thì chúng không hơn không kém, chúng ta chỉ chọn thì việc next và giết thôi. Tất nhiên là cũng có những phần mềm yêu cầu chúng ta phải hiểu biết thì chúng ta mới cài được cái. Nếu không chúng ta không cài cái phần mềm này thì nó sẽ không kết nối cơ sở dữ liệu được. Thì phần mềm mà tôi viết nó vẫn chạy bình thường nhưng mà không kết nối cơ sở dữ liệu vì chúng ta không thể ghi file hay là. Ở phiên bản lần này thì dành cho có đủ là dành cho Win 32 và 64. Giờ chúng ta chỉ phải chờ đợi trong mất khoảng vài ba phút. Nếu cấu hình máy của chúng ta cao thì nó chạy nhanh hơn, còn máy mà thấp thì nó chạy chậm hơn. Rồi, thông báo là quá trình cài đặt thành công đúng không? Tóm lại chúng ta phải cài đặt thành công thì mới. Sau đó chúng ta đóng cái này nè. Và đóng tiếp cái này nè. Rồi, cái cài cái bước 1 xong thì đến cái bước này phần mềm của tôi thì nó dễ rồi. Chúng ta chỉ nháy đúp và cài thôi. Cực kỳ đơn giản. Rồi, nhấn Next. Nhấn Next tiếp. Đường dẫn này chúng ta cũng để mặc định thế nhỉ. Để ý cái đường dẫn này. Next. Next. Phần mềm có tên là quản lý học sinh. Chấm điểm tự gõ rồi chúng ta đóng lại. Vậy là ok. Bây giờ chúng ta sẽ ra màn hình chạy bình thường đúng nhỉ. Chúng ta nhấn nút này lên. Rồi ok. Đây là cái phần luyện gõ, chúng ta luyện gõ bình thường, giao diện giống như là phiên bản Word. Giờ chúng ta nhấn vào cái nút này và nút quản lý học sinh và điểm. Ở đây tôi ghi chữ lỗi sai và điểm số. Chúng ta ấn vào. Rồi bao giờ cái bảng dữ liệu nó lên mà nó có được những cái thông tin ở trong này thì tức là đã kết nối được thành công. Còn nếu mà nó không lên cái những cái thông số ở trong đây
thì tức là chưa kết nối với cơ sở dữ liệu được, nó sẽ thông báo lỗi và nó sẽ bị đơ một lúc, sau đó nó mới đóng lại được, bởi vì nó kết nối cơ sở. Rồi còn một việc quan trọng nữa mà chúng ta phải làm, việc này không thể bỏ qua được, cho dù kết nối rồi nhưng mà chúng ta cũng không thể sửa được dữ liệu. Ví dụ như tôi bây giờ tôi muốn sửa chữ này thành chữ tiếng Việt có dấu Bùi Tấn Dũng chẳng hạn, tôi sửa ở đây, tôi ấn nên là Bùi Văn Nhưỡng chẳng hạn, tôi nhấn OK thì tất nhiên là nó sẽ thông báo lỗi là không cập nhật được dữ liệu. Rồi lỗi sửa dữ liệu là bạn phải đảm bảo rằng, ở đây nó thông báo lỗi là bạn phải đảm bảo rằng cấp quyền cao nhất cho file dữ liệu 2 ở thư mục cài đặt, bởi vì mình sẽ chưa cấp quyền cho nó nên là nó sẽ báo lỗi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng lại, đến cái bước là bước cấp quyền, cái bước này là cái bước quan trọng nhất. Lưu ý quan trọng đó chính là cấp quyền cao nhất cho file dữ liệu, cho file data. Data này ở đây tôi đặt tên là dữ liệu 2 ở thư mục cài đặt. Cài đặt rồi chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ mở cái computer của mình ra, chúng ta vào cái ổ của chúng ta, ở đây tôi vào ổ C, tôi vào ổ C này, chúng ta lần trong cái thư mục program này, ở đây là phiên bản máy của tôi là phiên bản Win 64 nên là nó sẽ cài vào cái thư mục program và file nhân 86. Và nếu Win của bạn là Win 86 thì bạn sẽ mở, tức là Win 32 bit thì bạn sẽ mở cái program, còn Win của tôi 64 thì tôi sẽ mở cái bên này. Tóm lại bạn sẽ mở hai cái thư mục này ra, thư mục nào có tên là Bùi Nhưỡng, tức là mở ra mà bên trong nó có tên là Bùi Nhưỡng thì các bạn mở cái thư mục đó ra. Ở đây tôi mở ra sẽ có tên là Bùi Nhưỡng đây, thì chúng ta sẽ mở tiếp. Tóm lại mở hai cái thư mục đó, thư mục nào có tên là Bùi Nhưỡng thì chúng ta mở ra, ta mở tiếp ra. Ở tên đây là phần mềm quản lý và chấm điểm. Rồi đây là phần quan trọng nhất, đấy nhỉ, chúng ta sẽ cấp quyền cho hai cái file này. Rồi hai file này là dùng để ghi dữ liệu vào đây, nếu chúng ta không cấp quyền chúng ta không ghi được. Chúng ta nháy chuột phải này, bước quan trọng nhé, nháy chuột phải chọn dòng cuối cùng, dòng cuối cùng này, property. Rồi sau cái dòng cuối cùng lên một cái bảng này, chúng ta chọn sang cái file, sang cái menu này, cái trung tâm security này, security này, đấy, xuống ra xuống dưới này, ở đây nó có tầm này, admin này, là user này, thì các bạn sẽ chọn cái dòng dưới cùng. Ở đây máy tôi là nó có tên cái ngoặc, trong cái ngoặc này nó có tên là Nhưỡng Bùi PC, bởi vì cái máy này do tôi cài nên nó sẽ kêu là nó sẽ ghi là Nhưỡng Bùi PC. Còn máy của các bạn thì các bạn nó là cái chữ gì thì không, thì là do cái người người ta cài máy tính cho bạn ấy, người ta cài, người ta đặt tên nó là cái gì. Thông thường là thợ người ta hay đặt cái tên là admin nha, hay cái tên gì thì. Và đây là do tôi tự cài máy nên là tôi sẽ đặt cái tên này là tên máy, là tên tôi, đúng không? Và nếu bạn không đặt, bạn là người khác cài thì người khác sẽ đặt tên của người ta hoặc là tên chung chung là admin, đúng không? Tóm lại bạn sẽ chọn dòng cuối cùng, sau đó chọn vào chữ exit. Rồi sau khi chọn vào exit rồi
thì chúng ta nhấn vào chữ S. 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 Rồi, ở đâu? À, đây nó này. À đâu, chưa phải ấn vào chữ S mà sau cái này đây là ra rồi. Chúng ta lại tiếp tục chọn dòng cuối cùng một lần nữa. Đấy, lúc nãy nó đang mặc định nó ở cái system này. Chúng ta chọn dòng dưới cùng, không phải ấn vào cái add này mà là ấn vào tích vào cái dấu tích này. Đấy, chúng ta tích vào, nhớ này, tích vào này. Rồi sau đó chúng ta nhấn apply, nhấn ok, nhấn ô gì ok. Rồi lúc nãy ta làm với file dữ liệu 2, bây giờ ta làm tiếp tục với cái file này cũng giống như thế, chuột phải này, chọn dòng cuối cùng này, chọn security này, chọn user máy này, tên máy đấy, user của máy này, chọn exit này, chọn dòng cuối cùng user của máy này, tích vào cái full control này, full control này. Đấy, sau đó nhấn apply, tức là cái phải cho nó cấp quyền cao nhất cho nó là full apply này, nhấn ok này, lại nhấn tiếp rồi gì ok. Rồi bây giờ chúng ta quay ra mở lại xem, chúng ta mở lại, chúng ta tiếp tục. Lúc nãy chúng ta sửa không được thì chúng ta sửa rồi xem. Chúng ta sẽ sửa là Bùi Văn Nhưỡng đi. Ở đây điểm số sẽ không sửa được. Ở phần điểm nó loát lên đây nhưng mà không sửa được, không cho học sinh sửa điểm. Ở số ID là tôi đang ở lớp 1, mã số của tôi là 1. Rồi nhấn ok. Rồi sửa dữ liệu thành công. Vậy là tương tự thế chúng ta sẽ sửa thứ hai, ví dụ như thế. Bùi Tường chẳng hạn. Nhấn ok. Sửa dữ liệu thành công. Đấy, tương tự thế. Ở đây là mới hiển thị của lớp lớp 3 thôi. Lớp nào chúng ta tự sửa. Nếu chúng ta chọn sang lớp khác thì nó lại chúng ta cũng sửa bình thường như thế. Rồi về phần sửa xong, ta cấp quyền cho nó sẽ sửa được đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể thêm mới này. Thêm mới thì dễ rồi. Thêm mới đây là Lại Văn Sâm chẳng hạn. Rồi phần điểm này chúng ta không thể gõ điểm ở đây được. Lại Văn Sâm là tôi đang chọn bạn ấy vào lớp 2, lớp 3A2, nên là ID của lớp bạn ấy là 2, cũng không thể sửa được đúng không? Rồi ta nhấn ok. Thêm dữ liệu thành công. Vậy là lớp thứ 2 là có 3 bạn đúng không? Chưa có điểm, bởi vì học sinh này chưa gõ nên là chưa có điểm đúng nhỉ? Tương tự sửa thì cũng thế thôi. Lại sửa lại, lại Văn Sâm sửa cái gì đó. Xóa thì chúng ta ấn vào đây. Ở đây ta xóa này. Xóa. Thêm, thêm sửa xóa đây. Thêm sửa xóa bình thường đúng không? Rồi ok. Mình muốn vào, muốn cái bạn ấy vào lớp nào thì mình chọn lớp ở trên này. Tôi muốn thêm một lớp học sinh của lớp A2 thì tôi chọn 3A2. Thì thêm nó vào 3A2, còn nếu tôi chọn vào A1 thì nó sẽ vào A1. Vân vân. Tương tự thế, bây giờ tôi muốn thêm lớp hoặc sửa lớp. Ví dụ như là mới có 3A2 và chưa có 3A3 thì ta thêm một lớp 3A3. 3A3. À, ấn ok. Thêm thành công. Thêm 3A3. À, hoặc là bây giờ ta sửa 3. Ở đây là mới có 3A3 rồi. Giờ cái chữ lớp này nó chưa được có dấu thì ta lại sửa. Chọn lớp nào ta sửa lớp. Đây ta sửa là lớp 3. Chữ lớp này nó viết thường có nhỉ. Rồi chữ ok. Đấy, vậy là ta đã có. Tóm lại sửa lớp, lớp vân vân bình thường. Rồi xong. Phần quản lý điểm thì ở trên đây, các cái tính năng ở đây thì là có quản lý điểm này, luyện gõ cả bàn phím, luyện gõ hàm phím dưới, hàm phím cơ sở, hàm phím trên, hàm phím số hay bàn phím ảo vân vân. Ở đây những cái hàm phím này thì chúng ta luyện hàm phím nào thì chỉ có mỗi bàn phím đó hiển thị thôi, tức là phím đó có những phím nào, ví dụ như là C,
mà nó hiện chữ nào chúng ta gõ chữ đấy, đúng không? Đấy, vừa nãy tôi gõ nhanh, gõ sai nên là nó hiện một số lần gõ sai, đây là số lần gõ đúng. Rồi, ok, ta sẽ đóng nó lại. Đóng nó lại thì nó trích xuất cái điểm gõ lần gõ đúng gõ sai ra ngoài đây. Vừa nãy là tôi gõ ở bàn phím, hàng phím cơ sở đấy nhỉ, nên là nó trích xuất là hàng phím dưới. Rồi bây giờ tôi gõ hàng phím trên. E này, ở đây nó nên số ngẫu nhiên. E, I, đây là đang gõ hàng phím trên thì chỉ có số ở hàng phím trên nó nhảy ra thôi, chỉ có hàng phím trên thôi, đúng không nhỉ? Tôi cố tình gõ sai một cái thì nó hiện thấy sai. Rồi tôi nhấn đóng lại. Đấy, bây giờ nó lại trích xuất là thống kê điểm số điểm gõ của hàng phím trên. Đấy, chúng ta new hoặc không new thì chúng ta, đúng không nhỉ? New hay không new thì chúng ta, đúng không? Đây là tương tự các hàng phím dưới, hàng phím số hàng phím tiếp viên, hàng phím lại. Đây là những, đây là luyện gõ hàng phím thì thống kê điểm ra ngoài đây. Còn nếu mà điểm thực sự để new vào cơ sở dữ liệu thì chúng ta phải luyện gõ cả bàn phím thì nó mới vào cơ sở dữ liệu. Rồi, chúng ta ấn vào đây. Ví dụ cái chữ này nó sẽ ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta mở thì nó là F, tí chúng ta mở nên nó lại là cái số khác. F ở dưới này nó có sẵn ngón trỏ, ngón gõ là ngón gì, trỏ trái chứ, ha. Được rồi. Đấy, nếu mà gõ nhanh, gõ mà ấn lâu là nó sẽ ra sai đấy. Chúng ta gõ dứt khoát. O việc kép. Nếu chúng ta gõ sai là nó sẽ ấn sang bên này. Y vân vân. E. Tôi cố tình gõ sai một phím nữa đi thì nó sẽ tính là 2. Rồi tạm thời là như thế. Để chúng ta đóng lại. Rồi phần điểm của ta bây giờ nó sẽ được trích xuất vào đây. Trích xuất điểm vào cái ô này. Số lần gõ đúng 7, số lần gõ sai là 2. Rồi bây giờ chúng ta có muốn cập nhật điểm không? Cái điểm này chúng ta định cập nhật vào đâu, ghi vào đâu? Thì bạn sẽ chọn lớp của bạn. Ở đây lớp tôi là lớp vừa mới tạo xong, lớp 33, chưa có học sinh nào. Thì ta có thể thêm mới, hoặc thì ấn nút thêm mới, chưa có tên tôi thêm. Nếu có tên rồi tôi sẽ ấn vào. Giờ tôi chọn là 32. Ở đây cái anh Lại Văn Sâm này là vừa nãy là mới có tên thôi, chưa có điểm. Thì tôi sẽ chọn anh Lại Văn Sâm, đúng không? Tôi chọn anh Lại Văn Sâm và tôi ấn vào cập nhật. Ấn vào cập nhật. Rồi nó sẽ nên cập nhật anh Lại Văn Sâm. Và nhấn OK. Sửa thành công. Đấy, và anh Lại Văn Sâm đã có điểm số gì? Số 2. Có điểm gõ đúng, gõ sai. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết học sinh nào gõ 10, gõ có 7 điểm là 10. Tương tự thế, ở dưới đây điểm đã bị xóa đi, tránh học sinh lại cập nhật lại cho người khác, đúng không nhỉ? Ví dụ giờ lại đến bạn khác gõ. Bạn khác gõ là ở đâu? Chúng ta đóng nó lại. Để đến bạn khác gõ. Giờ nó lên chữ V kép. Nó ngẫu nhiên. Đấy, giờ tôi đến. Tương tự thế, tôi gõ sai một cái đi. Rồi, tôi gõ Ninh Tinh đi. Gõ sai đi. E U P T Y. Nhớ là gõ đúng ngón nha. Tôi gõ sai một cái nữa đi. Rồi, sai một cái nữa đi. Rồi, tiếp tục. Rồi đấy, bây giờ điểm số đã được cập nhật dưới này. Bây giờ tôi lại muốn cập nhật cho bạn nào ở đâu. Tôi chọn 32 đi. Chọn 32. Rồi, anh Lại Văn Sâm lúc nãy có điểm rồi. Nếu muốn cập nhật lại điểm khác thì sẽ ấn vào đây. Sẽ ấn vào nút sửa, đúng không nhỉ? Còn nếu cái Bùi Nan Anh này mà chưa có điểm thì sẽ ấn cập nhật vào đây. Rồi, sẽ ấn OK. Sửa, đấy, tương tự thế. Còn nếu mà chưa có tên thì ấn vào thêm mới. Cái là phần điểm học sinh không thể sửa được. Bây giờ đến một cái tính năng khác. Ở đây là lớp ta mới có 3 bạn thôi. Cái lớp 32 này mới có 3 bạn. Nếu mà sau này đến 30 bạn, thậm chí cả trường hàng trăm hàng nghìn bạn, thì chúng ta phải tìm nó rất là vất vả, đúng không?
Đầu tiên chúng ta cũng chọn lớp trước, đúng không? Để nó hiển thị lên lớp này chưa có người, được hàng nghìn này hả? Thì cái việc tìm kiếm ở đây nó rất là vất vả, thì chúng ta sẽ tìm kiếm bằng cách như sau. Bây giờ chúng ta mỗi một học sinh lại có một cái ID khác, ví dụ như cái lớp 32 này có mã ID là 256. Ví dụ là tôi tạo thêm một cái bạn khác nữa, một cái bạn nữa thì cái ID nó sẽ lại khác nữa. Tôi sẽ tạo thêm một cái bạn Trần Văn Cao chẳng hạn. Thế nhấn OK. Rồi cái mã ID của cái người này nó sẽ là 7, đúng không? Ví dụ sau này nó lên hàng nghìn chẳng hạn đấy, thì giờ ta muốn tìm cái bạn đấy thì chúng ta sẽ chọn ID của bạn số 7 ở đây. Chúng ta sẽ ấn vào đây, ta chọn theo mã số học sinh, thì ta chọn vào đây là mã số học sinh này. Đấy, sau đó ta gõ số 7 vào đây thì đúng tên ID 7 thì nó nhảy lên ngay, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn theo tên, thì ta gõ chữ tên mà chữ đầu ở đây là Trần, thì ở đây trong cái bàn nó không có ai tên là T, thì trong là in hoa, nó phân biệt hoa đấy. Ở trên này tôi chọn mã số là không đúng, đúng nhỉ? Ở dưới tôi là phải chọn theo tên đó. Trên này chọn theo tên đó. Theo tên thì chúng ta gõ ở đây nó mới đúng. Đúng rồi. Đấy, phải có hai từ này nó mới ra. Cứ hai từ nó đã ra rồi, chữ TH là nó ra. Nếu đọc một chữ T thì nó chưa ra, thì không ai tên là T cả, đúng không? Rồi, Trần này, Văn, đúng chưa? Giờ là nếu ta gõ thêm mà đấy, ở đây nó không phân biệt hoa chữ, đúng không? Trần, chữ cái đầu, nó ra chữ cái đầu rồi, tạm thời như thế. Hoặc là ta tìm theo mã ID thì nó mã số học sinh thì nó dễ hơn. Rồi đấy, tóm lại là cái phần tìm kiếm nó như thế. Rồi bây giờ ta muốn trích xuất cái file nào, ví dụ tôi muốn trích xuất lớp nào ra. Tôi muốn trích xuất lớp 3 hay trích xuất lớp 32 thì tôi sẽ ấn vào nút trích xuất file. Đấy, trích xuất file thành công, nó sẽ thông báo là file đã được trích xuất ra màn hình. Đây, trích xuất cái file mà chúng ta vừa mới gì ra màn hình. Giờ tôi muốn trích xuất file của lớp 31, tôi ấn vào trích xuất thì nó ra file trích xuất của 31. Rồi đấy là phần quản lý chấm điểm. Rồi còn lại ngoài ra còn có, ta có thể là hàng phím ảo ở đây, ta có thể bật bàn phím ảo lên dùng để gõ văn bản bình thường, đúng không? Ví dụ chúng ta gõ ở đây này Bùi. Ta chọn vào trường gõ đã, ta chọn Bùi, Bùi đúng nhỉ? Văn, đây nha, xuống dòng. Giờ tôi muốn viết hoa, tôi ấn vào cắp nóc, Bùi, Văn. Rồi, ví dụ muốn viết ấn Enter đi. Ta muốn hoa một từng chữ một thôi, bỏ cắp nóc đi. Ví dụ tôi muốn hoa chữ đầu tôi ấn ship, gõ Bùi. Rồi tôi thả ship ra thì nó lại gõ Bùi bình thường. Văn tôi lại ấn ship, nó lại thả ship ra là bình thường, đúng không? Tức là không ấn mà nữa, chỉ cần ấn vào cái thả không phải thả. Tóm lại bàn phím ảo có chức năng giống y như bàn phím thật, cũng bôi đen. Bôi lên này, nhấn copy, lại dán xuống dưới này,
dán đấy. Rồi đấy là bàn phím ảo. Tóm lại cái bàn phím này thì chúng ta sử dụng như cái bàn phím bình thường. Ngoài ra còn chụp ảnh bàn phím, chụp ảnh màn hình nữa. Ví dụ tôi muốn chụp cái màn hình này, tôi ấn vào nút chụp màn hình. Rồi ở đây nó báo lỗi một chút, cái phiên bản này không biết là đồng ở đây chắc nó bị lỗi. Rồi ok, bàn phím này chắc là đồng ở đây nó bị lỗi chút, không sao. Tiếp theo chúng ta sẽ ở đây, ở trên đây chúng ta cũng copy bình thường. Đây copy này đấy, cái này nó soạn thảo giống như Word, cũng copy bình thường, cũng căn nề, nề trái, nề phải, nề giữa bình thường, đúng không? Rồi tràn file text, vừa tràn cái file mà chúng ta vừa mới trích xuất rồi đấy, trích xuất ở đây đúng không. Hoặc chúng ta trích xuất ra ở phiên bản sau, tôi sẽ ra một cái trích xuất ở đây luôn. Chúng ta in ấn bình thường đó. Đổi màu đi, phóng to thu nhỏ đó. Nghiêng đậm. Đây là toàn tiếng Việt thôi đúng không? Rồi to nhỏ. Quay lại in new. Đây, ta chèn ảnh đi. Chèn bức ảnh vào bình thường đúng không nhỉ? Đấy, ta chèn ảnh vào đây bình thường đúng không nhỉ? Căn này. Đó, ảnh căn nề nó hơi khó. New. Ta new bức tranh này ra, new ở đâu? Màn hình đi. Demo đi. Đó, ok. Rồi, cuối cùng chúng ta đóng lại. Ở đây chúng ta sẽ new được cái bản demo này, đúng không? Ở đây này là chúng ta trích xuất ra Word bình thường, đúng không nhỉ? Trích xuất ở Word. Đó. Ở đây là ra Word rồi đúng không? Word bình thường rồi. À, đấy là những cái tính năng chính. Rồi, hôm nay tôi đã hướng dẫn toàn bộ từ đầu đến cuối cách cài đặt, sử dụng. Còn cái phần cài network thì tôi hướng dẫn nhiều rồi, có thể tôi sẽ đưa vào phần cuối video, ai có thể tự xem được. Rồi, cuối cùng chúc các bạn thành công. Hy vọng phiên bản sau sẽ có nhiều tính năng hơn.